Đây giới thiệu với quý vị đây, video trước thì tôi với cả anh Giảng đây đã chia sẻ đến cho quý vị là cái hai cái cây nguyệt quế đây. Cây này thì nó sẽ cho cái không gian như nào anh Giảng? Cây này thì nó không gian hẹp cũng được, bởi vì cây này nó là cây nhiều niên chi nữa, nhiều chi cảnh. Vâng. Nó rơi vào khoảng hơn 2 mét một chút. Vâng. Nhà bác nào mà nó cao lên tầng 2 các bác ngửi thấy mùi thơm. Không gian cây này một cặp thì đẹp tuyệt vời. Cây một cặp như này thì vườn mình đang giao lưu là bao nhiêu anh? Cặp này mình giao lưu với giá là 30 triệu. 30 triệu cái đây. Đôi này nguyệt quế này. Đấy, đôi nguyệt quế cổ quý vị ạ. Cao, cây này chắc là nó cao tầm 4,5 mét đấy. Vâng, em nhìn rất là cao rồi. Mình cao 1,7 mét. Đúng không? Đấy. 4,5 mét. Đã sống. Và cây rất là già. Già lắm. Gốc xem này, hoành nó phải tầm 60. Chắc phải tầm tràn 60. À, đây, không đến 60, 55. 55. 55 chỗ bé. 55. Đấy, khá là to. Một đôi nguyệt quế cổ. Anh Giả giao lưu với cả quý vị 30 triệu nhé. Đây, tôi lại tiếp tục cùng với cả anh giới thiệu cho quý vị đây. Trong này khá là nhiều, đây một cây này. Cây này, cây này tán tròn rất đẹp này. Nó dày, dày. Cái này mình có một cặp nhé. Cây này tán rất là dày, răm rất là dày. Một cặp, răm cành dày. Hoa thì đúng là nó cũng thường xuyên. Mùi quế mà muốn nó hoa đều thì mình cắt tỉa một lần. Vâng. Cắt tỉa một lần. Mình không cắt làm nhiều lớp. Rồi. Cây này thì mỹ mãn, bồng quá đẹp luôn. Anh cho anh em tham khảo cái hoành cái này, xem là cây này hoành bao nhiêu. Cây này cũng cao phết đấy, cây này nó cũng phải cao tầm trên 3 mét đấy chị Tùa. Cây này cũng hoành 55. Vâng, hoành 55. Cây này thì cao tầm chắc khoảng 3 mét, hơn 3 mét. Và hơn 3 mét cứ tính từ mặt đất lên. Ngang cả rồi. Chậu này, cả bộ này. Hơn 2 mét. Cây này giao lưu cho khách là bao nhiêu anh? Cây này giao lưu cho khách là 20 triệu. Vâng, 20 triệu. Cây này rất là đẹp. Bóng đẹp lắm quý vị ạ. Bóng cây này thì nếu mà bác nào mà có nhà thờ họ cung tiến thì đấy. Bóng cực đẹp luôn. Mỹ mãn đấy. Ok anh. Đâu một cặp là một cây nữa đâu? Cây ở ngoài kia thì ở trong chậu lên, cây kia lên chậu vuông. À, ok anh. Cây này lại lòn ngoằn phết đấy chứ đùa đâu. Có cây quả bộ bộ bệ hay phết đấy. Nó dáng nó nắc. Vâng. Cây cành nó nắc. Đấy quý vị thấy không? Hay phết đấy. Cây này thì để đất chưa lên chậu. À. Bóng rất là đẹp đấy, quý vị, bóng tròn này. Cái này tay cành dày ấy. Bóng tròn vo. Cái này chắc tầm tiền đấy nhỉ? Cũng tầm đấy nhỉ. 20. 20. Vâng. Cành ấy bán rất là. Đây cũng là cây kiểu cây trực. Cây này thì giống như con thú này. Cây này dáng thú này. Đây, chúng mình con thú này là 45 này. Vâng. Nó như thế này nó rơi vào 6, 7, 8 này. 70. Đấy, gốc. Đấy, quý vị nhìn để cái gốc này. Đấy, quý vị để cái gốc này. Trắng nổi nu hết. Gốc cực kỳ già luôn. Nhìn cái bệ cực đẹp luôn. Cái này thì được cả bệ. Kể cả anh em nào ấy, kể cả anh em nào thích thì mua về xong hạ cũng được, hạ chơi nhỏ, chơi kiểu cây nhỏ. Cái này giờ nó chắc nó cao tầm 3 mét. Trên 3 mét vào. 3 mét. Cây rất là già luôn. Cực kỳ già luôn. Cây này giá khoảng ở đây cũng có 15 triệu. 15 triệu. Được. Nuôi bao giờ ra, những cây nhỏ nhỏ. Vâng, ác chiến. Đấy, quý vị, sao cây này nó lại rụng hết lá anh? Cây này nó chắc là lúc đánh người ta đánh cây này. Cây này không à. Đẹp thì đâu. Ok anh. Đây nhiều lắm quý vị, đây ui ôi. Hàng này. Đây, cây này mới kia là một cặp cũng được. Ok, đúng rồi anh. Cây này là một cặp. Cây này cây con thú kia là gì? Đấy. Cái này bệ đấy, con này cũng quái lắm. Già này. Nó già nó vặn xoắn này. Vâng. Có những cái kiểu nó gân guốc như cái khế, nhìn tưởng gốc khế, không ai nghĩ là gốc người quế. Đúng rồi đấy. Cây người quế cổ này, quý vị thấy không? Cái này mình đang, cặp này mình đang để chậu mình chưa sơn. Chậu mộc. Nhân sơn thì lấy thì thích màu gì sơn cho màu đấy. Ok anh. Đấy quý vị thấy không? Anh ấy phải nói là đáp ứng hơi bị đủ luôn đấy. Cả cây
nhỏ cả cây to. Hàng này cũng là hàng phôi thôi. Hàng phôi. Cái này nó dao động khoảng 5 triệu. Vâng, tầm 5 triệu. Đây này quý vị thấy không? Anh ấy còn vườn mai này, nhưng mà video sau tôi sẽ chia sẻ giới thiệu với quý vị nhé. Tôi với anh Giảng sẽ chia sẻ với quý vị là cái vườn mai của anh ấy, để đằng sau quý vị thấy không? Quá nhiều luôn, và anh sẽ nói cho quý vị về mai của anh ấy. Đấy, đấy phôi nguyệt quế này, đây là những cái cây này. Đấy, nói chung là những cái cây nguyệt quế như thế này mà anh ấy cũng chỉ giao lưu có hơn chục triệu một cây thôi. Đấy, hơn chục triệu một cây thôi. Cũng có cây thì tầm chục triệu, dưới chục triệu một chút. Đây, chụp đi. Này rất đẹp luôn. Vừa mới cắt tỉa một loạt trong Tết này. Cái này vệ đế thì gọi là, nó như tưởng là cây nước ở trong Cà Mau ấy, nó nổi hết lên. Đúng rồi. Vệ rất đẹp luôn. Đây, quý vị có thể xem. Các bác mua thì nên mua những cây thành phẩm, cây thuần trọng. Vệ quá đẹp luôn. Để nó yên tâm. Vâng. Còn đây phôi là mình mua vài phôi, phôi chết. Nhìn quá được. Cây này bao nhiêu anh? Khoảng 15 triệu. 15 triệu. Nhưng bộ cây này cao được 2. Bộ bệ này hơi chất đấy. Khoảng 2 mét rồi. 15 triệu nhá quý vị nhá. Được, rất là nhiều. Đấy, nói chung là anh em đến vườn thì chuẩn bị bớt cho chút thì... Vâng, nói chung là luôn luôn có giá tốt nhất cho khách. Đây là tôi thì thông qua cái video của tôi đây thì anh ấy báo giá cho toàn thể quý vị và các bạn tham khảo. Còn quý vị mà cứ đến vườn trực tiếp xem cây và thì anh ấy sẽ chắc chắn là có những cái gọi là ưu ái nhất để cho toàn thể anh em ai có thể chơi được cái nguyệt quế này. Ở đây thì mình còn có 10 cây này, nhưng mình để một cái vườn ở trên chỗ Bắc Ninh. 10 cây tầm như này anh? 10 cây nhưng mà nó to hơn, nó đẹp hơn cây này. À, lại còn một vườn nữa ở Bắc Ninh à? Còn một vườn nữa, nó có hơn chục cây, 15 cây như này. Nhưng mà nó to hơn, nó lớn hơn, nó đẹp hơn. Vâng. Giá nó dao động 5-7 triệu một cây. Vâng. 5-7 triệu. Những cây này tại vườn bác nào đến mình lấy 3 triệu. Ok anh. 3 triệu. Chứ là mua những cây nhỏ về rồi. Cây vài trăm chứ cái này lâu lớn đó. Và tôi ở đây lại còn lô này này. Hàng này là hàng chợ. Hàng gọi là thích hoa. Miền Bắc. Vâng, hàng này để gọi là trồng. Gọi là có thôi. Vâng, gọi là trồng để lấy ấy. Trồng thơm lắm, hoa cũng chả thơm kém như cái hàng kia đâu. Trồng để lấy hương thơm. Loại này mấy trăm nghìn một cây thôi. Hoa trắng tinh. Vâng. Nước nó dày. Hoa nhiều hơn lá. Vừa mới cắt tỉa nên đặt trong Tết rồi. Nói chung nó cũng dễ chăm, cứ đủ nước. Đấy, rất nhiều nha quý vị. Đấy. Cây này rơi gần 300. 300 nghìn, gọi là anh em chơi để đấy, chơi để lấy hoa thơm. Lấy hoa thơm, còn nếu anh em mà muốn chơi hàng đẳng cấp thì cứ chơi cái loại này. Đấy. Đấy, cứ chơi cái loại này. Đây, ra đây giới thiệu cho quý vị một cặp nguyệt quế, nó là cực kỳ đẹp. Bông tán được các thứ đầy đủ hết này, cho anh em tham khảo nên giao lưu được. Lúc mình hôm mình ở đây không có đây thợ anh em trồng nữa, cho nên chậu vuông lại chậu tròn một chậu vuông. Điều như ngày xưa hình bánh trưng bánh dày là hình vuông là hình tròn là mặt trời, hình vuông trái đất đấy. Ok anh. Nhưng anh em nếu anh em lấy một cặp thì mình sẽ thay sang một cái chậu cho nó có một đôi. Vâng. Có một cây như này, cây kia cũng đang, cây kia thì đang hoàn. Ok anh. Hai cây này nó tương đương, nó cao hơn nhau tầm 30 phân. Cây tán đều như nhau. Rất đẹp. Bóng đẹp. Bóng quá tuyệt vời luôn. Đấy. Đi vòng một lượt thì dẫn quý vị và các bạn có thể thấy vườn rất là rộng. Có cả mai vàng, mai tứ quý này. Vườn mình thì chủ yếu là mai và nguyệt quế. Vâng. Đây có một cặp liên chi này. Vâng, à đây. Một cặp này. Đấy. Một cặp này. Một cặp này thì giao lưu với anh em 15 triệu. 15 triệu một cặp. Một cặp tức là 7 triệu rưỡi một cây.
Đấy, anh ấy có một cặp, tức là hai cây. Cây đang phát triển rất mạnh, kia một cây bên kia cây này. Vâng. Còn đây cũng một cây sàn. Cây này to đấy, cây này bệ bệ gốc cây này thì cũng rất là đẹp. Cây này sao nó lại to thế nhỉ? Lá nó lại to thế nhỉ? Nó tốt quá. Chất đất bóng rất là đẹp nha quý vị nhá. Bệ dễ này. Cái này dễ thì cái này được cái này cực kỳ quá. Đấy, cái này bao nào lấy một cây thì cây này là sự lựa chọn của mình. Cây này giao lưu bao nhiêu anh? Cây này giao lưu với giá 10 triệu. 10 triệu cây này. 10 triệu. Ok. Cây này đế thì hết chỗ nó. 10 triệu. Đấy. Tay cành này. Thì cái chậu này nó còn hai thớt nữa. Một cái đế, một cái bàn xoay, một cái đế nữa. Tức là chậu này là chậu tự xoay được. Chậu mình cho xoay được đây, tí ra kia xong mình nó như cái chậu ngoài cổng. Ok anh. Đây là mình đang sơn này để mọc cho anh em lấy xong mình sơn thêm. Vâng. Đấy, chứ còn những cái cây 5-7 triệu. Cây này cao tầm 4 mét, cũng 4 mét này. Mấy cây này. Đây quý vị, nhiều lắm. Đấy, anh em là dành cho chơi bình thường, không nghệ thuật, mình chơi dân dã, chơi hàng này kiểu hàng rông ấy nhỉ, hàng, đúng không anh? Thiên nhiên đấy. Vâng, tự nhiên đấy. Tầm 5-7 triệu một cây. Rất là nhẹ nhàng. Cao tầm 2 mét. Cây này nói chung là cứ tầm bỏ ra 5 triệu được một cây như này thì cũng không phải nghĩ gì nữa cả. Vâng. Cây thì sống khỏe. Cây ở mua ở vườn này thì người ta. Rồi, ok, đây, đấy, những cái cây như này. Đây, những cây với cây bóng thông này. Đấy, chậu, cái chậu to nó như thế này. Nhưng đây, à, đây là thành thớt đấy gì? Đấy, thớt đấy, mình không đặt đi qua. Vâng. Đây, những cây này, cây bóng thông này. Bóng thông rất là đẹp luôn này. Đấy, cây trực. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Cái này hoành chắc tầm khoảng 50. Không, cây này khoảng 38. Hoành 38 à? Nhìn hay phết đấy, đẹp phết anh ạ, à, như cây thông Noel đấy. Cái này giao lưu cho khách bao nhiêu anh? Cái này có một cặp. À vâng, một cặp. Đây, quay luôn cho anh em cây bên này luôn này. Khoảng 15 triệu. À. Đây, cây bên này nữa đây. 15 triệu nhé. Đấy quý vị ạ. Nói chung là trên 3 mét. Vâng. Quý vị muốn chi tiết thì có thể liên hệ trực tiếp với cả anh Giả. Số điện thoại ở ngay trên tiêu đề màn hình nhé. Và lại có một cặp nữa này. Nhiều lắm, nói chung hàng to anh cũng rất là nhiều. Đây quý vị và các bạn tham khảo này. Đây là hai cây đấy, hai cây bóng thông cực kỳ đẹp này. Cái này cao 4 mét. Đây gì, như anh bảo là chậu vuông đấy gì? Đấy, chậu vuông này. Lên chậu vuông như này đây đúng không? Chậu vuông này nhìn nó khỏe cây hơn. Khỏe. Nó nhiều đất hơn đấy. Đúng không? Nhiều đất hơn chậu tròn. Hoành 47 nha quý vị nhá. Bóng là bóng thông này. Tán ngang của cây nó rơi vào hơn 2 mét. À, đây, cây đây quý vị thấy không? Đó. Cây này tay cành thì dày lắm. Cây này làm từ bé, tay nó xương cành nó dày như là xếp. Đấy. Đây bên này một cây này. Đó. Một cặp bóng thông, cây thông Noel đấy quý vị. Rất là đẹp luôn. Cặp như này giao lưu cho khách khoảng bao tiền anh Giả? Khoảng 50 triệu. Cặp này 50 triệu thì bao ship được, cần là phải cọc. Ok. 5 triệu. Vâng, cặp này anh sẽ giao lưu 50 triệu và bao ship quý vị nhá. Bao ship cũng vài triệu đấy, cũng không ít tiền đâu quý vị ạ. Quý vị chơi cây là quý vị biết rồi. Tiền ship, kể cả anh em đi chơi cây triển lãm biết rồi. Thuê cẩu đi đến triển lãm đã mất vài triệu. Cây này thì dày. Vâng. Cành đẹp, nằm cành nó nặng, cứ bé. Đều. Năm mươi triệu ạ. Cây này cũng xem như thế đúng không? Đấy, ngoài ra anh ấy có là
Đây còn có những cây. Đây cũng là cây chậu tròn đây này, chậu tròn này, chậu tròn ba thớt này. Tức là mấy chậu trong kia cũng như này đúng không anh? Chẳng qua là bỏ cái thớt đi dưới ra đúng không? Không đập bi ra đâu. À vâng. Đây nó xoay nó nhẹ nhàng. À. Thiếu nắng, thiếu gió thì mình à đúng không? Ok. Người già được. Vâng vâng. Tiện nhờ anh nhỉ. Giờ nó cũng cái mẫu này ở miền Bắc mình mới ra năm ngoái. À. Ở trong miền Nam thì họ có lâu rồi. Cái này thì nhiều tiền không anh? Cái này mình giao lưu 15 triệu. À, cũng chỉ 15 triệu thôi. Đấy, chơi những cái cây này nó bóng nước nó xong xuôi đâu đấy hết rồi. Cái này anh em đến vườn lấy 5 triệu. À. Dày kín luôn. Cây này mà đến thời điểm nó ra hoa thì ra hoa. Trắng nếu luôn. Lúc nó ra hoa mà anh em đứng đây thì nó như là một à. Kiểu mình trùm vải. Trắng trắng hoa luôn. Vâng, đấy quý vị và các bạn xem cái video đây tôi quay thì có thể đưa cho mình những cái sự lựa chọn và anh Giảng anh ấy cũng báo giá một số cây là cực kỳ hợp lý đấy quý vị ạ. Đấy. Lại cả ngoài đấy nữa cơ à? Anh Giảng. Đây, giới thiệu. Cặp này rơi vào độ 7 triệu một cây. Cây này 4 triệu. Cả chậu hết. À. 7 triệu cặp này. Ờ, không một cây này. À. Cây như này. Cây này tròn vòng xoay 90 nó cũng xoay. À xoay vâng. Chậu một cây như này là tầm 4 triệu. Cây bên này thì nó xấu hơn, nó không được như này. Đúng rồi, bóng nó kém hơn. Nói chung là đây thì một cây đẹp thì cứ 2 triệu, 3 triệu cũng có, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu. Đây một cây này nó rất này. Cây này nó một cái nó như bóng rồng như này. Bóng nó quặp xuống. Thế một cây này. À. Cái này tỏ phết đấy. 47 rồi. Do chỉ giá nhất là 47 48 đây này. Vâng. 47. Thế bọn này mạnh ạ. Cái này hoa đẹp, hoa to. Dày. Dạ. To đấy, cây này. Vâng, bóng cực đẹp luôn nha quý vị nhá. Cái này cao lắm, cái này cao để tính từ 3 mét. Vâng, tính từ mặt đất lên đấy. À, nó phải cao 3 mét đấy. Ở đây bên này một cây nữa này. Cây này cũng rất là hay đấy. Cây này cao 2,5 chứ nhỉ? Vâng. 2,5 đến quá. Thừa sức. Hoành 45 à? 45. Mình lo cho mình cam chứ lo. Cái này hoành rất là đang thú. Vâng. Cái này anh em mà đến tận vườn thì mình lấy 10 triệu. 10 triệu giá tại vườn. Bóng ngang của anh nhất. Cái này đẹp đấy. Cái này tay tán gầy, gầy đẹp lắm. Dễ chăm. Cây này mạnh lắm. 10 triệu quý vị ạ. Rồi cắt tỉa một loạt rồi, đó là đông rồi, làm mới rồi. Cái này anh em phải chơi tầm độ 15-20 ngày là ra hoa. Vâng. 15-20 ngày. Cây này là anh ấy vì anh kê ở ngay mặt đường cho nên nó hơi bụi thôi, chứ còn tưới đi phát là lại xanh đặt ở ngay cổng vào. Vâng. Vâng, thì thôi, cũng nhìn qua cái video là quý vị thấy rồi là anh Giảng ấy, anh ấy phải nói là rất là nhiều luôn. Đấy. Đây là những cái cây ở ngoài ngoài coi như là mặt đường để anh ấy giới thiệu rồi đó. Giới thiệu cái sân vườn của nhà anh Giảng. Quá to luôn anh ạ. Cái này nó cao tầm 4,5 m. Vâng. Ngang khoảng 5 m. Đấy quý vị và các bạn có thể thấy anh Giảng anh vừa đứng vào để thấy rồi đấy. Anh ấy rất là bé nhỏ so với cây. Như cái cây khổng lồ như thế này thì nhiều tiền lắm không anh? To thật đấy. Cây này mình đang lưu giá là 45 triệu mình bao ship. 45 triệu bao ship, cây rất là to.
Cây này mà bác nào mà nhà rộng, sân rộng thì... Đúng rồi đấy, kiểu dạng mà nhà gỗ ấy, cái chậu nhà này thờ này, ấy. Cái chậu này của mình nó là chậu silicone, chậu tứ linh ấy, long ni quy phượng. Chậu này đẹp, mình chưa sơn gì đấy, chậu này chậu mét 6. Tứ linh này anh? Đúng rồi. Đây, đứng lên đây vào. Ở đây là sơn màu giả đồng lên thì thôi, hết chỗ chơi. Cây này đúng là rất là phù hợp với cả cái nhà rộng ấy. Cây này thì bác nào nhà? Nhà gỗ, nhà thờ ấy. Nhà thờ. $45 triệu nha quý vị nhá. Đấy, thế như cây ở bên cạnh nhỏ nhỏ hơn này. Bóng thì cũng đẹp đấy, bệ cũng rất là ngon đấy. Cây này thì mình cho mình giá 20 triệu. 20 triệu. Bệ đẹp. Cái này thì không có. Vâng. Không ai chê. 52. 53. Bao nhiêu anh? 54. 54 đi. Tính 50 thôi cho anh em phải lo cho phấn khởi. Cái này tay cành đẹp đều. 20 triệu. Gốc mặt quắn như này. Như mua những cây bonsai nhỏ quá về chơi không. Mỗi người một thích. Đúng rồi, chơi chơi hẳn cây đại luôn. Chơi cho sướng luôn, cho phê luôn. Nào hoa nó ra thì đã luôn. 20 triệu nha quý vị nhá. Đây bên này cũng có một cây. Úi ôi, nhiều lắm. Đây quý vị ạ. Cây này có bệ đế, cây này nó là thích chơi bệ đế thì thôi khỏi. Cây này cũng khá là to đấy ạ. Choáng luôn. Ồ. Bệ đây. Bộ đế của cây này đúng là tưởng là tưởng là đế cây xanh. Vâng. Đẹp. Đế cây này đúng là tay cành thì nó làm từ tay cành từ bé nó nắp cành nó bọc sống. Được không ạ quý vị? Quá ổn luôn. Như cây này giao lưu bao nhiêu anh? Cây này giao 35 triệu cây này. Cây này anh đo cho em cái hoành một phát cho anh em tham khảo cái hoành như này. Cây khá to đấy. Nhiều khi anh em miền Nam tìm cây này hiếm đấy chứ đùa đâu. Đo nếu mà đo ở dưới đây thì nó rơi vào 76-77 đấy. Đấy quý vị thấy không? To đấy. Cái đệ đế của nó này, cây cảnh hai tầng cây này nó được. Vừa mới tỉa đi một lớp rồi mới cắt lại một lớp. Đẹp ghê luôn. Cây này nó dày, nó dày hơn cây bên này. Vâng, 35 triệu quý vị. Cây chơi, cây bên này cũng đẹp. Mỗi cây nó cũng có một cái vẻ đẹp riêng. Cây em ở xa thì... Vâng, đây bên này hai cây nữa này. Cái này nó nhỏ hơn. Vâng. Vâng, cây bên này thì... Cây bên này thì hoành gốc chỉ có 46 thôi nhá quý vị nhá. Đều là những cây cao. Cái này đều cao trên 3m, tầm 3m rưỡi. Còn cây này là cây trực này. Cây trực khá đẹp. Cây liên này nó rơi vào gốc nó trên 50. Nào nó bay cái gì kìa. Sâu. Chả biết. Mùi kinh quá. Cho này cho mới à? Mắc một dây điện toay. Nguy hiểm nhỉ. Thả dù. À. Cây trực này để giao lưu khách bao nhiêu anh? 15 triệu. 15 triệu. Cái trọng 15 triệu. Cái này dạng lường nó có đi theo một số vàng. Vâng, đấy. Quý vị mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Giảng nhá. Số điện thoại tôi để ngay ở đầu đấy.